Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Thiên Vũ Audio ha. Thì thời điểm mình quay clip này chắc cũng gần Tết, còn đúng một tháng nữa là Tết rồi mọi người ạ. Thời điểm này là một thời điểm rất là bận rộn đối với Thiên Vũ cũng như với mọi khách hàng. Thì dĩ nhiên rồi, nhưng có một trường hợp một khách hàng của Thiên Vũ vừa gần đây thì chị có gọi điện, chị hỏi là chị rất là muốn nghe trải nghiệm sản phẩm tại showroom của Thiên Vũ. Tuy nhiên chị lại không có thời gian đi vì cuối năm quá bận rộn. Cũng may sao là đợt này Thiên Vũ đang triển khai một chương trình rất là hay, đó là chương trình trải nghiệm tại gia cho bất kỳ khách hàng nào trong nội thành Hồ Chí Minh. Chi tiết chương trình thì bên mình sẽ trao đổi và chia sẻ với mọi người tại phần sau của clip. Hiện tại thì mấy bạn kỹ thuật đã đi rồi, đã di chuyển đi qua nhà khách hàng để khách hàng được trải nghiệm với sản phẩm đó ngay tại căn nhà của mình, xem chất lượng sản phẩm rồi hình thức nó như thế nào. Đương nhiên cái hàng mang theo chỉ là hàng demo thôi, không phải là hàng bán. Thì nếu mà khách hàng chốt ok này kia thì bên mình sẽ mang hàng mới qua. Thì ok, mọi người cùng theo chân mình cũng như các bạn kỹ thuật xem là sản phẩm hôm nay mình mang đến cho khách là sản phẩm gì và cái chi tiết chương trình nó sẽ như thế nào nhé. Ok, hiện tại thì đã đến nhà khách rồi nha mọi người. Giờ anh Duy đang bỏ hàng xuống. Đây, một cái loa Maui 5. Bây giờ coi nhiều rồi, anh Vũ cũng review nhiều rồi. Thì có gì mình sẽ để video ở trên góc phải màn hình đó. Mọi người bấm vào đó sẽ xem review chi tiết nha. Combo này là sẽ bao gồm là một chiếc loa Maui 5 với lại một cái cặp mic Smith E1, bộ micro Eco thần thánh bên mình rồi. Đây bạn, đây mọi người thấy. Đây là cái màn Tomco, nó như là một cái màn máy tính bảng iPad của đâu mọi người. Thì khi mà mọi người hát á, mọi người có thể là kết nối Bluetooth với loa này như anh Duy đang thao tác rồi. Thì sau đó mọi người có thể chọn bài hát ở trên đây cũng như là tăng giảm âm lượng. Thì cái màn hình cái Tomco này á, màn Tomco này nó là có thể di động được. Đây nó có bánh xe ở dưới. Đó thì khi mà mọi người mà ví dụ như đang hát phòng khách đi. Đây mọi người hát phòng khách đúng không? Thì giờ mình muốn hát phòng ngủ. Thì mình chỉ có thể là đem cái loa này rồi thêm cái màn Tomco này mình mang lên phòng ngủ mình hát. Đó, rất là tiện lợi luôn á mọi người. Đúng không anh Duy? Anh Duy ơi. Anh Duy. Ok, thì mình sẽ nói rõ hơn về chương trình này. Thì đầu tiên, những bộ dàn nào sẽ được áp dụng. Thì ngoài cái bộ mà Maui 5 như mình mang cho khách ở đây á, thì có thể là còn JBL MK10 nè, rồi Passion 10. Nói chung là rất là nhiều cái dòng lo, thì các bạn có thể là truy cập vào phần mô tả, mình sẽ để link ở đó hoặc là mình sẽ chèn hình ảnh. Còn cái thứ hai, địa điểm áp dụng thì là sẽ là nội thành Hồ Chí Minh. Thì mọi người liên hệ, đầu tiên là mọi người liên hệ bên mình nè, gọi đến hotline 0909 397737. Mọi người nói rồi cái bộ vàng nào mà mọi người muốn nghe thử á, thì bên mình sẽ xác nhận rồi mang lo đến tận cửa nhà mọi người luôn. Anh ơi, em bên Thiên Vũ giao lo tới rồi nè. Nhà mình là 737 Trần Đạo đúng không anh? Nhưng mà lưu ý là chỉ là nội thành thành phố Hồ Chí Minh thôi nha. Và cái cuối cùng đó là chi phí. Thì hoàn toàn là miễn phí nha mọi người. Thì cái này thì khi mà mọi người liên hệ với mình á, thì mọi người chỉ cần cọc trước 500 ngàn. Thì sau đó thì mình sẽ mang lo đến rồi mọi người trải nghiệm, mọi người test các thứ. Nếu mà mọi người ưng á, thì cái phần 500 ngàn đó sẽ trừ vào cái chi phí sau này khi mà mọi người thanh toán. Và nếu mọi người không ưng thì mình sẽ refund lại, mình sẽ hoàn tiền lại cái phần 500 ngàn đó. Có những chiều mưa rơi ướt vai, có những lần biệt hẹn ngày mai, hẹn yêu mãi, hẹn chung lối đi. Sau một hồi mà khách test cái loa này, khách cũng đã ưng rồi nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ cùng với Duy là mang cái loa demo này về, rồi sau đó sẽ giao qua, chắc là trong chiều này nó sẽ giao qua cho khách cái loa mới. Ok, thì video đây là hết. Thì mọi người nếu mà có thắc mắc gì á thì cứ liên hệ hotline 0909 397737 để mà được bên mình sẽ tư vấn cụ thể cho mọi người về cái chương trình này nha. Ok, xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.